Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chắc ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Sancho khó quay lại Man United. Arsenal chốt tương lai Raya. Barca giữ chân đội trưởng. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chắc ngày hôm nay, cùng kênh Akira thưa quý vị. Walker tính rời Man City đến Saudi Arabia. Kai Walker đã tham khảo ý kiến của người đồng đội là Riyad Mahrez về tình hình của giải Saudi Pro League. Hậu vệ người Anh đang tính chia tay Man City vào cuối mùa giải này. Lý do là bởi Walker muốn tránh sự công kích của báo chí xứ sở sương mù về scandal ngoại tình vừa qua. Được biết, cô vợ Aniki cũng sẵn sàng theo cầu thủ của Man City tới Saudi Arabia sinh sống. Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison. Theo The Telegraph, đại diện Bắc London có thể bán ngôi sao người Brazil vào hè này. Để tăng cường hỏa lực cho hàng công, mùa hè 2022, Tottenham đã chi ra gần 60 triệu euro để đưa Richarlison về Bắc London. Với những gì ngôi sao người Brazil thể hiện tại Everton, Sir kỳ vọng anh sẽ cùng Harry Kane và Son Heung-min hợp thành tam tấu hủy diệt. Tuy nhiên trên thực tế, Richarlison không để lại nhiều dấu ấn. Sau sự ra đi của Kane, tiền đạo xứ Samba bắt đầu mang đến tín hiệu tích cực. Anh chơi ấn tượng đặc biệt trong giai đoạn giữa tháng 12 cho đến đầu tháng 3 khi ghi đến 9 pha lập công. Nhưng sau quãng thời gian thăng hoa đó, Richarlison bắt đầu tụt dốc. Cựu cầu thủ Everton chỉ mới đá chính duy nhất một trận sau 5 lần ra sân gần nhất. Theo nguồn tin từ The Telegraph, Tottenham sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho Richarlison vào hè này. Họ dường như không còn kiên nhẫn với tiền đạo này và đang lên kế hoạch tìm kiếm một cái tên phù hợp hơn để nâng cấp hàng công. Thời gian qua cũng có một số đồn đoán cho rằng các đội bóng Ả Rập hứng thú với ngôi sao xứ Samba. Họ sẵn sàng chi tiền để đưa anh đến Saudi Pro League. Barca gây bất ngờ với Nunez. Theo The Sun, đội bóng xứ Catalan đang cân nhắc khả năng chiêu mộ ngôi sao thuộc biên chế Liverpool. Barca tiếp tục nhận về kết quả đáng thất vọng trong cuộc đối đầu Girona mới đây. Thất bại 2-4 chung cuộc của họ đồng nghĩa Real Madrid sẽ trở thành nhà vô địch La Liga mùa giải năm nay. Để có thể đòi lại ngôi vương, Barca chắc chắn sẽ phải thực hiện cuộc đại tu đội hình nhằm giải quyết vấn đề ở các vị trí còn bộc lộ yếu điểm và hàng công là một trong những mục tiêu mà họ nhắm đến. Theo nguồn tin từ The Sun, đội bóng xứ Catalan muốn tìm kiếm phương án thay thế lão tướng Lewandowski. Trên thực tế họ vẫn còn đó bản hợp đồng tháng riêng là Vitor Roque. Tuy nhiên cầu thủ người Brazil vẫn còn non kinh nghiệm, chưa thể gánh vác trọng trách ghi bàn. Và vì vậy, Xavi đã đề nghị chiêu mộ thêm một số chín khác với Darwin Nunez là mục tiêu lý tưởng. Tiền đạo người Uruguay gia nhập Liverpool vào hè 2022 với mức giá lên đến 85 triệu bảng. Tuy nhiên anh đang nhận về nhiều chỉ trích khi thường xuyên bỏ lỡ cơ hội. Được cốc dự kiến sẽ thực hiện công cuộc cải tổ dưới thời tân thuyền trưởng Ancelotti. Do vậy, tương lai Nunez cũng đứng trước nhiều nghi ngờ. Chelsea gán Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo. Theo Sky Sports Italia, Chelsea sẽ dùng Romelu Lukaku và một cầu thủ trẻ cộng thêm 90 triệu euro để đổi lấy Victor Osimhen. Chứng kiến những màn trình diễn đáng thất vọng của Nicolas Jackson, ba lãnh đạo Chelsea không giấu giếm tham vọng mang về một tiền đạo chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Chân sút thuộc biên chế Napoli, Victor Osimhen nhận được sự quan tâm lớn từ The Blues. Romelu Lukaku đang khoác áo AS Rome theo dạng cho mượn từ Chelsea. Tuy nhiên sau khi cầu thủ này đồng ý gia hạn với đội chủ sân Diego Maradona cách đây vài tháng, mức giá mà đại diện Serie A yêu cầu lên đến 120 triệu euro. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ dành cho những người đứng đầu câu lạc bộ Chelsea. Theo Sky Sports Italia, The Blues đã tính đến việc gán Romelu Lukaku cộng một cầu thủ trẻ đi kèm với 90 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Victor Osimhen. Đây là phương án khá hợp lý ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên họ vẫn sẽ phải chờ cái gật đầu từ Napoli. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ khôn ngoan của đội chủ sân Stamford Bridge, bởi từ lâu Romelu Lukaku đã không còn nằm trong kế hoạch mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang xây dựng. Victor Osimhen đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Getafe muốn tiếp tục mượn Greenwood. Theo The Athletic, Man United và Getafe đã bắt đầu đàm phán về một bản hợp đồng mượn mới dành cho tiền đạo Mason Greenwood ở mùa giải sau. Tương lai của Greenwood tại Man United gần như đã chấm dứt. Đội bóng thành Manchester được cho là sẽ tìm cách bán đứt chân sút người Anh vào mùa hè tới. Getafe muốn mua đứt Greenwood nhưng không đủ điều kiện tài chính để đáp ứng nhu cầu của Man United. Quỷ đỏ có thể xem xét cho mượn thêm một mùa giải nếu họ không nhận được lời đề nghị mua đứt với mức giá hợp lý. Hợp đồng của Greenwood với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn tới năm 2025 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Phillips sẽ trở lại Man City. Mùa giải của tiền vệ Calvin Phillips tại West Ham đã khép lại sau khi tuyển thủ Anh dính một chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa. Phillips có lẽ đã chơi trận đấu cuối cùng cho West Ham. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thành London sẽ không chi tiền mua đứt tiền vệ này. Anh sẽ trở lại đội bóng chủ quản Man City vào cuối mùa. Những màn trình diễn không tốt của Phillips trong thời gian cho mượn đã không thể thuyết phục West Ham kích hoạt điều khoản mua đứt. Sancho khó quay lại Man United.
Giống như trường hợp Mason Greenwood, tương lai của tiền vệ đá đông Sancho tại Man United có lẽ đã khép lại. Theo truyền thông nước Anh, Sancho không muốn trở lại sân Old Trafford, bất chấp tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag. Sancho muốn ở lại Borussia Dortmund và Dortmund cũng muốn giữ chân cựu cầu thủ của mình. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức không thể chi ra tới 50 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Sancho. Nhiều khả năng Dortmund sẽ đề nghị mượn tuyển thủ Anh thêm một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Arsenal chốt tương lai Raya cũng là một bản hợp đồng mượn, nhưng tương lai của thủ môn David Raya tại Arsenal đã rõ ràng. Phó thủ chắc chắn sẽ chi ra 27 triệu bảng để mua đứt thủ môn người Tây Ban Nha từ Brentford. Đây là quyết định đã được đưa ra ngay từ ban đầu. Raya đã thi đấu xuất sắc trong quãng thời gian được cho mượn tại Arsenal. Anh giữ sạch lưới tới 15 trận và giành danh hiệu găng tay vàng tại ngoại hạng Anh mùa này. Barca giữ chân đội trưởng. Theo Fabrizio Romano, đội trưởng Sergio Roberto sẽ gia hạn hợp đồng với Barca trong ít ngày tới. Hợp đồng hiện tại của Roberto sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải. Vì vậy, Barca đang gấp rút tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Xavi rất muốn giữ chân Roberto và ông đã thuyết phục thành công cầu thủ người Tây Ban Nha gắn bó tương lai với sân Sportive Camp Nou. Ở chiều ngược lại, Barca được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho tiền vệ Rangnick dong vào mùa hè tới. Ten Hag bất ngờ trở thành ứng viên dẫn dắt Bayern. Erik ten Hag đã được thêm vào danh sách rút gọn của Bayern cho vị trí huấn luyện viên trong bối cảnh Thomas Tuchel sẽ rời đi vào cuối mùa giải này. Phóng viên Vietnam Sport đưa tin Bayern đang cân nhắc 4 lựa chọn cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Ten Hag là một trong số đó. Julen Lopetegui và Roger Schmidt cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên, mới đây Schmidt đã phủ nhận thông tin này và bày tỏ mong muốn ở lại Benfica. Bayern cũng có liên hệ với Roberto De Zerbi, nhưng nhà cầm quân người Italia cũng đang ưu tiên ở lại Brighton. Bayern ra quyết định chia tay Tuchel vào cuối tháng 2, nhưng cho phép nhà cầm quân người Đức ở lại đến cuối mùa giải. Xabi Alonso là mục tiêu chính của Hùng Xám trước khi ông công bố ý định ở lại Bayer Leverkusen. Rangnick cũng công khai rút khỏi cuộc đua giành chiếc ghế nóng ở Bayern. Trong khi đó, Nagelsmann là một ứng viên tiềm năng nhưng đã ký hợp đồng mới với đội tuyển Đức. Tương lai của Ten Hag ở Man United đang vô cùng bất ổn và rất có thể bị sa thải vào mùa hè. Trước đây, Ten Hag cũng từng làm việc ở Bayern. Chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đội dự bị của Bayern Munich trong hai mùa giải đầu tiên mà Pep Guardiola đến làm việc ở câu lạc bộ. Tuchel vẫn có thể được giữ lại nếu như giúp Bayern giành chức vô địch Champions League. Sau trận bán kết lượt đi, tỷ số giữa Bayern và Real Madrid đang là 2-2. Dù vậy, giám đốc thể thao Christoph Rien gần đây xác nhận Bayern sẽ không thay đổi kế hoạch với Tuchel. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.